told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Tuổi, Messi chơi bóng cho câu lạc bộ Grandoli, trụ sở gần sông Paraná trong một khu lao động nghèo tại ngoại ô Rosario. Câu lạc bộ được nuôi bởi chính phụ huynh của những đứa trẻ tập luyện và thi đấu ở đây với mong ước bóng đá sẽ giúp những đứa trẻ không sa ngã vào những tệ nạn xã hội. Người đã đồng hành cùng Messi trong suốt quãng đường từ nhà đến câu lạc bộ chính là người bà của cậu, Celia Oliveira Cusitini. Bà chính là người động viên Messi ngay từ những ngày đầu bước chân vào bóng đá với câu nói: một ngày nào đó, cháu sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
Mối quan hệ giữa Messi và bà Celia rất thân thiết, khiến cho Messi càng trở nên buồn bã khi người bà thân yêu qua đời ngay trước sinh nhật năm 11 tuổi. Và đó là lý do vì sao sau này, mỗi khi Messi ghi bàn, anh đều chỉ tay lên trời để giành những bàn thắng cho người bà quá cố của mình. Hai năm sau, Messi gia nhập đội trẻ Newell's Old Boys và đã nhanh chóng trở thành ngôi sao số 1 với thành tích ghi được 500 bàn thắng trong 6 năm chơi bóng tại đây. Bước ngoặt cuộc đời của Messi xảy ra khi lên 8 tuổi. Cậu bị chẩn đoán bị rối loạn hormone tăng trưởng, khiến cơ thể cậu phát triển chậm hơn so với chúng bạn. Và kể từ đó, Leo bắt đầu phải tiêm hormone, bổ sung cho lượng còn thiếu trong cơ thể nhưng không được thường xuyên, vì gia đình không đủ khá giả để kham nổi chi phí điều trị lên tới 1.500 USD mỗi tháng. Do đó, đến tận năm 12 tuổi, Messi chỉ cao 1m27, thấp bé hơn rất nhiều so với bạn bè của trang lứa. Và đó cũng chính là nguồn cơn đưa Messi đến với biệt danh El Pulga, nghĩa là con bọ chét. Ông Jorge Messi đã liên hệ câu lạc bộ chủ quản của con trai Newell's Old Boys để cầu cứu. Đáp lại, câu lạc bộ hỗ trợ một ít về mặt tài chính và đồng thời khuyên ông Jorge Messi nên tìm một cách khác. Ít lâu sau, một tuyển trạch viên của River Plate đã để mắt tới Messi, nhưng họ cũng sớm từ chối về việc lo chu toàn quá trình điều trị đắt đỏ đó. Giấc mơ bóng đá của cậu bé đến từ Rosario đứng trước bờ vực kết thúc ngay từ khi nó chưa còn kịp bắt đầu. Vào thời điểm tưởng chừng như tuyệt vọng, ánh sáng đã lóe lên khi giám đốc kỹ thuật của Barcelona, Xavi Reysat, biết được câu chuyện về một cậu bé có tài năng chơi bóng y hệt như Maradona ở Argentina, thông qua Josep Maria Miguela, tuyển trạch viên của Barcelona. Lionel Messi lọt vào tầm ngắm của Miguela khi anh mới chỉ 13 tuổi. Tài năng của anh hoàn toàn vượt xa khổ hình bé nhỏ. Nhưng những người đứng đầu sân Nou Camp khi đó nghi ngờ về thương vụ này sau khi đã gặp thất bại với những người đồng hương của Messi như Maradona, Javier Saviola hay Juan Román Riquelme. Vì sự nghi ngờ này, Miguela phải tự bỏ tiền túi để đưa Jorge Messi và Lionel Messi đến Catalan, sắp xếp cho hai cha con ở lại khách sạn trong khu Placa de España của thành phố, rồi gọi điện cho Reysat. Và sau khi xem cuốn băng ghi hình về những trận đấu mà Messi tham gia, không để chậm trễ thêm, Reysat ngay lập tức đề nghị chi trả hết các khoản phí điều trị bệnh cho Lionel Messi nếu như cậu vượt qua được bài kiểm tra của học viện tại Tây Ban Nha. Và chỉ sau 5 phút xem Messi thi đấu trực tiếp,